Mình cũng có một fan là để xem YouTube của mình đó bạn. Anh đó anh tên là Michael á. Rồi bây giờ ảnh là một trong những tín đồ mê mắng cầu nữa bạn ơi. Thì mình cũng chia lại mình còn 5 phao, mà mình thấy ảnh mê mắng cầu quá thôi mình chia lại 3 phao, mình còn 2 phao. Thì ảnh muốn luôn trái bưởi này luôn nha các bạn. Cái bưởi này cái anh ghép cây anh nói là bưởi ổi, nhưng mà bưởi ổi trái nhỏ lắm các bạn. Còn cái này mình nghĩ chắc bưởi năm gô biên hòa đó các bạn. Mình nghĩ bưởi biên hòa nó mới bự gì nè. Thôi mình hái hai trái mình gửi ảnh luôn, ảnh muốn bưởi luôn. Thôi giờ mình hái luôn nhau, à mình hái hái luôn nha, để bợn cây. Ok, một tay làm một tay quay. Thì cái bưởi này nó mới vàng thôi nha anh, cho nên anh để chừng 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 2-3 tuần nữa anh mới ăn nha. Ok, ở trên đây có một trái nữa, để em hái trái này luôn. Cái này cũng vàng nè. Ok, để em quất trái này luôn nha, quất trái này em gửi anh Michael luôn nha. Mà anh em nghĩ anh chừng 2-3 tuần nữa anh mới ăn đó nha. Đi Văn Nết Suy nha các bạn. Đây Văn Nết Suy nằm ngay đây nha, nằm đường 21 ở Westminster nha các bạn. Đây nằm dọc theo cái đường gầy xe lửa nè, dưới mấy trụ đèn nè. Ok, để mình quẹo đây, mình đi vô bắt đầu từ đây nha, hướng bên đó. Thế ba bây giờ mình về trái đây nha. Wow, bông rồi, bông vàng thỏ có bông rồi. Thế bây giờ mình tới Venusri nha các bạn. Thấy bông là thấy sắp Tết tới nha các bạn. Với lại thời tiết hôm nay là âm u quá bạn ơi. Thời tiết nè, wow, dạng thọ đẹp quá hả, dạng thọ nè, thấy bông là thấy chuẩn bị Tết rồi đó hả. Giống cây ớt quá, ớt Peru gì đó. Wow, bây giờ nghĩ chắc đang bận chưa ai tiếp mình đó. Giờ để mình đi vòng vòng mình cho các bạn xem nha, cái vườn cây ở Venusri nha. Wow, đây là mảng cầu cây gốc to quá các bạn ơi, chắc sáng tưới cây á. Wow, mảng cầu đây nè, mảng cầu út nè bạn ơi, trái bự luôn. Wow, quá đã luôn nha các bạn, có trái quá bự luôn. Đây cây này, mấy cây này gốc to không nha. Wow, nhưng mà lá bắt đầu nó vàng rồi. Em biết cây này cây gì không? Cây nào? Không biết. Mắng cầu Do Thái mà. Nó bị đen trái đúng không? Nó màu gì đó. Ồ, vậy đó hả? Ừ. Hồi vô đây kiếm mắng cầu mua luôn. Bên đó có trái bự nè. Wow, trái to nè. Đây mắng cầu Út nha bạn. Mắng cầu Út trái to luôn. Hả? Wow, đây có trái nhiều nè. Đây nè, cây này nhỏ xíu mà trái nhóc chưa nè. Ở tím, ở tím không ngon. Dạ em kiếm anh chỉ có cây nào anh sale giá đặc biệt đó. Dạ có. Mắng cầu hay cái gì? Mắng cầu với đây vô đây. Dạ. Cái ổi gì mà tím tím vậy? Cây đây giống dở lắm, phải làm lại. Cho em quay video chia sẻ với bà con nha chị. Rồi, chị có bán mảng cầu trái không chị? Không có. Hả? Không có hả? Có chuyện.
ớt kiển. Hai giống luôn hả? Ờ, cái này đây này gì này, cây này cho giá 2.500, bây giờ chú mua tôi để cho chú 1.500. 1.500 hả? Ừ. Gốc cũng to quá hả? Đấy. Cái này là anh coi cái gốc bự kìa. Hả? Ừ. Cái này 1.500. 1.500 cũng có trái luôn nè. Có đây hai trái. Còn đây này. Yeah. Bà trước cháu. Này hồi trước đó 575, bây giờ tôi bán cho anh là 450 cây. 450 hả chị? Ừ, 450. Cái này mãng cầu do Thái hả? Do Thái đỏ. Do Thái đỏ kìa, 450. Hồi trước nó 575 đó. Dạ. Chị cho em đi dầm em xem nha. Dạ, rồi em tính. Dạ, phía này nó sẵn hơn này. Dạ. Phía này hả? Ừ. Tức là coi từ cột đèn để xuống đây thôi nha. Dạ, dạ, ok chị. Cứ ở đây mắng cầu cũng nhiều nè. Wow, mắng cầu do Thái đỏ quá bự luôn. Trái không nhau vậy. Trái quá đã luôn. Cái này là mắng cầu do Thái. Cái này gốc cũng bự quá. Gốc bự. Wow, mãng cầu giờ thích hợp ở California nha các bạn. Đây trái bự bự không nè. Tại vì cái gốc bự thì trái nó sẽ bự nha các bạn. Gốc bự thì trái bự. Đây. Mãng cầu hình như đa số trồng mãng cầu nhiều nha các bạn. Sao vô có trái luôn nha các bạn. Sao vô mà cây bự quá. Trái đây. Vào đây. Mình kiếm cây có trái quay cho các bạn xem nha. Mãng cầu đỏ nhìn đẹp quá các bạn ơi. Mãng cầu đỏ nhìn quá đẹp. Vào đây. Đây là nhãn nha các bạn. Nhãn. Hả? Có. Thấy Thái Gubi á. Nhưng mà cái đó hơi đắt tiền. Thái Gubi nhiêu chị? Có cây nhỏ không? Chị cho em coi cây. Cái này giống vú sữa quá hả? Đúng vậy. Cái này nhiêu chị? Alano. Ừ. Alano cũng ngon lắm á. Chị nói chỉ có cây là 400 đó. Vú sữa như có bông luôn mà. Đó. Đây có trái. Ồ, cái này cái greenhouse hả chị? Dạ. Đã, greenhouse. Wow, trái ổi này nhìn thấy đã quá nè. Nhìn cái muốn ăn nè. Ổi đấy là ổi Thái, màu trắng. Ờ, nhìn cái muốn ăn. Cây này 375, còn cây này 400. Ruby gọn đó. Ruby gọn đó. 400 mà sao nhỏ quá trời. Đó, hàng bắt rồi. Ngò gai nè. Cái kìa ngò gai 5 đồng một chậu, tặng một chậu bây giờ. 5 đồng, 5 đồng 1, chậu bự thế. Mua 1 tặng 1 nè, giờ vô ăn lá là lời rồi. Đang trồng đen kìa, đang đi kìa nha. Chậu đen tốt hơn kia. Ờ. Rồi, còn cái chậu trắng này 10 đồng chậu này. Dạ. Còn chỉ có mặn plắc câu luôn không? Không. Không hả? Nát kinh công thì có. Plắc kinh công. Mà đỏ dài, to quả to. À, chỉ có cây nhỏ không? Không. Nhỏ nhỏ thì chỉ có cây Thái Trăm Bồ thôi. Thái Trăm Bồ. Còn plắc kinh công cây lớn nhiêu? Lát kinh công thì không có nhiều lắm, ngoài kia sơ sơ thấy còn được một cây. Còn cây màu à? Mà bao nhiêu tiền chứ? 375. 375. Em mê cây này mà sao nó nhỏ quá à? Lá nhỏ. Cây đấy là lá
tốt đấy, còn anh cứ nói nhỏ luôn kìa. Cái kia nó cùng kìa. Hả? Xuống đây cái gì cũng ham hết trơn. Em mua 2 chậu 5 tận 1. Ghẻ quá là ăn lá rồi. Sao chị chọn phân gì tốt quá chứ chị? Không, mận vú bò chưa bán làm sao? Mận đây mận vú bò đấy hả? Không. Mà ăn thái xanh mà. Không có tên vú bò đâu. Rồi nói gì nhịn đâu nó vú bò. Nó mới chết đi xuống sợ về mấy người chồng nó chưa bảo đảm đâu. Dạ. Người ta chết ở trên cây đi xuống xong người ta chồng cho nó đặt. Ủa mận này chưa bán nhiêu? Biết thì tôi gọi xuống. Này mận mận ăn thái xanh. Mận ăn thái xanh nó cũng tựa tựa vú bò đó. Nó cũng tựa tựa trái dài dài. Ừ, ăn thấy xanh nó cũng tựa tựa, thấy trái nó hơi dài dài nữa, thấy không? Rồi bây giờ vô muốn một cây này hay là cây kia. Mà cây kia 400 đó nha. Cái ăn thái xanh thì trong bên hông thì bao nhiêu đây, người ta hỏi nè, mận đó. Gần chỗ cái hàng cây kia tô các bạn nhớ không? Wow. Cái này ngò gai các bạn. Ngò gai là chậu 5 đồng mua 1 tặng 1 nha các bạn. Ngò gai. Hả? Thôi Nga lấy đi, Nga lấy cây đó đi. Nga lựa cây nào Nga lấy đi. Rồi còn cây giờ mình bây giờ mua mặn ăn thái xanh nè nha các bạn. Đây là cái gì ngò gai nha các bạn. Mua 1 tặng 1 nha các bạn, chậu 5 đồng. Chậu 5 đồng. Wow, đây là táo Thái nha các bạn. Ở đây có nhiều giống lắm. Rất là nhiều giống luôn. Lá dứa đầy đủ. Ngò ôm nhiều giống ngon. Ở đây có, đây là nhãn nha các bạn. Mình nghĩ chắc nhãn Hawaii. Nhãn Hawaii. Ồ, vú sữa ở đây quá trời nè. Vú sữa luôn. Có vú sữa Sabo. Vú sữa đang có bông luôn nha các bạn. Đang có bông, không biết đậu trái không nha. Mình không biết nhưng mà cây còn hơi nhỏ. Ở đây có nhiều cây giống lắm. Quá trời luôn nè. Thái Gubi nữa. Và mặn cũng có nhiều loại nữa các bạn. Mặn cũng có nhiều loại luôn. Ở đây bán cầu cây to bự nhiều lắm. Ta phải bán đắt thì người ta kiếm lời. Nhưng mà mình hỏi mặn plug gold thì không có nha các bạn. Mặn plug gold thì không có. Wow. Vú sữa quá trời nhiều luôn. Vú sữa ngạt. Vú sữa với nhãn là quá trời luôn nha các bạn. Vú sữa, nhãn, mặn cầu. Vào vú sữa bông quá trời nè. Bông nhưng mà không đậu trái nha các bạn. Tại vì cây còn nhỏ quá. Cây còn quá nhỏ. Ở đây cũng có mấy cây mãng cầu mới ghép nè các bạn. Mới ghép AP. Mới ghép lên. Wow. Bên này mãng cầu trái nè. Trái quá trời nè, mãng cầu đỏ nè. Trái bự luôn. Đây trái bự, mãng cầu đỏ. Đã không? Mê nhất là trái nha các bạn. Ở đây cũng được vài trái.
quá đã bạn. Wow, cái này mình nghĩ băng cầu do thái đỏ nè, băng cầu do thái đỏ. Wow, cái sâu bô này trái cũng nhiều quá nè. Wow, sâu bô này trái chi chít luôn nè, trái chùm 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 nhóc hết nè. Wow, nhưng mà cây sâu bô này chắc đắt tiền lắm nha các bạn, nhìn trái không luôn nha, đây nè, quá trời trái luôn, trên đó cũng quá trời trái luôn. Cây sâu bô này trái nhiều. Sâu bô trái nhiều quá các bạn ơi. Đây, quá trời trái luôn. Mình không biết cái giống này giống gì ta, không biết giống gì luôn. Qua wow, mắng cầu này tới giờ còn cả trái nữa ta, coi kia trái nhỏ nhỏ nè. Wow, đây trái bự luôn, quá đã rồi. Như vườn cây ăn trái là mình chỉ mong chỉ quay trái thôi. Đây cũng là sabo luôn nha các bạn, sabo. Đó là vườn mắng cầu. Đây cái ổi gì, ổi gì lạ quá. Ô, trái mắng cầu bự nè, quá bự luôn. Đây, thấy trái mắng cầu này quá bự nè. À, hở cây to là trái bự à, cây nhỏ nhỏ thì trái nhỏ, cây mình còn nhỏ. Wow, trái này còn bự hơn nữa nè, cái này giống như bị xà nhánh luôn à. Mà mắng cầu này chắc ly xà quá, nhìn đã quá. Mình cây bên kia có trái nữa. Nursery này bán nhiều loại cây giống lắm nha các bạn, nhiều lắm. Nhưng mà không có mặn black gold thôi. Mặn ăn thấy xanh vú bò có. Wow, đây ơi, mắng cầu. Mình là tín đồ của mãng cầu. Mãng cầu đỏ nhiều ha, mãng cầu đỏ trái đẹp. Mãng cầu đỏ trái quá đẹp. Đây mà đi đâu vòng vòng đây cũng thấy mãng cầu. Wow, đây trái bự nè, thấy quá bự luôn. Cái này chắc 20 đồng quá. Cái này trên phao rồi. Quá bự. Đây trái cũng bự nữa nè. Thôi cái này nhóc trái hết. Đây, đây trái cũng bự luôn. Bự luôn các bạn ơi. Mình ăn thì ăn không có nhiều chứ các bạn, nhưng mà mình mê lắm. Mình mê cái trái của nó các bạn. Rất là mê. Đây là trái này là trái bự nha các bạn, quá bự luôn á. Trái này trên phao luôn á, phao máy à. Đây mảng cầu nhìn trái đẹp quá. Hình như bên đó có con trái mà bị rụng rồi, thấy cái cuốn không. Bên đây cây mắng cầu này là không thấy lá, chỉ có 4 trái 5 trái. Wow, trái không mà không thấy lá. Bạn thấy không, thấy cây mắng cầu này lạ ha, có 5 trái mà không thấy lá. Không biết sao mình phái mắng cầu quá. Đây nó trái bự bự nè, trái bự bự đá. Mắng cầu này giống giống mắng cầu Lisa mà. Mắng cầu Lisa bự bự nè, trái to ha, cây to là trái sao bị sẽ to ha. Wow, ở đây cũng có nhiều giống ổi nè, thấy nhiều trái ổi nhìn thấy rất là ngon. Ok,
Chắc mình nghĩ mình quay tới đây thôi bạn ơi. Mình là tín đồ của Mãn Cầu cho nên đi phái quay Mãn Cầu lắm. Chỗ nào có Mãn Cầu là mình quay à. Trái rồi quá. Bữa nay người ta trồng sao thấy tốt quá. Rồi. Wow, bên đó cũng có trái nữa kìa. Đây, trên đó có trái tuốt trên đó. Bạn thấy không? Đây, trái đây. Qua đã. Đây cũng có măng cầu đỏ nữa nha bà. Wow, gò gầm mọc ra quá trời luôn. Mắng cầu đỏ quá trời. Thôi đi kìa. Nào đây cũng có mắng cầu đỏ nữa. Đã không? Con cặp hai trái nè. Quá ngon luôn. Wow, ở đây cũng có nữa. Mắng cầu đỏ nhìn đẹp đó nha bà. Mắng cầu đỏ nhìn rất là đẹp. Thấy không? Trồng sao hay quá. Mắng cầu quá bự luôn. Mà cây cũng nhỏ chứ không có bự. Wow, cây nào cũng có trái vậy nha. Cây nào cũng có mấy trái nè. Nhìn thấy đẹp không? Quá đẹp. Bên kia cũng có mấy trái đã. Đây, đây cũng có trái luôn. Cây nào cũng có trái bự bự hết nha các bạn. Cái này mà mình bán trái không cũng cũng nhiều tiền lắm nha. Đây, cây nào cũng có trái không? Wow, cây này cũng trái nhóc chưa nè. Trái nhỏ, nhỏ nhỏ mà nhiều lắm. Wow, cây này trái nè. Mãng cầu này giống như là na dai Việt Nam vậy. Wow, đây có trái luôn. Đây, nhìn đẹp quá. Wow, trái nhóc hết luôn, trái đây nữa nè. Nhưng mà như nó bị nứt á. Nên ta phải bịt lại nhớ bà, bịt lại cho đừng nó bị nứt trái á. Wow, nhìn trái ổi cũng đã lắm nè. Nghe thấy không? Hả? Có rồi. Có rồi. Mà nhìn trái ngon. Ngon ha. Ồ, trái lê không hạt của mình là loại nhỏ. Cái này thái lê phải không? Thái lê. Bữa mua của anh Son là cũng là thái lê á, thái lê không hạt. Mà cho hỏi thái, cái này thái hay là thái lê chị? Tại nó có nhiều loại lắm á. Đây quả to lắm. Dạ, vậy chắc em nghĩ thái rồi đó. Tại vì ổi mà thái lê không hạt á là Cái trái nhỏ. Ủa cây này chịu bán nhiêu vậy? này là 675. 675. Còn cây 375 là trong Vinhomes ấy đó. Nó Ồ. cũng cũng giống nhưng mà cây Cũng nhỏ giống như cây nhỏ, nhưng mà hơn. tôi làm đấy thì cũng có bớt ra. Mà nó ngon quá hả? Nhìn cái muốn ăn. Cái mận mận xanh nãy ngon. Bao nhiêu? Wow, bây giờ mà sao ra bông ta? Hỏi mình đâu còn bông nữa đâu. Đây mà. Cây nào cũng có trái rồi nha. Cây nào cũng có trái hết á. Hả? Có cây này trái nhiều lắm nha bạn. Nhìn bay cây này. Mà thiệt trái nhóc trơn bạn ơi. Này. Đã không? Này mắng cầu đỏ nha các bạn, do thái đỏ đó. Do thái đỏ hình như mình không cần phải thụ phấn nha các bạn. Nó tự động nó đậu trái nha các bạn, hay vậy. Do thái đỏ là tự động đậu trái. Bạn nhìn thấy đẹp không? Trái không nè. Không, trái bự 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 không à. Đây. Sao người ta trồng hay quá mà. Mình trồng không được. Wow, đây trái không nè. Nhưng mà rất là đắt nha các bạn. Tại vì cây khi có trái á người ta bán mắc lắm.
bán giá rất là cao. Thì các bạn nào mà có muốn mua thì các bạn phải trả giá nha. Mình không phải mình nói tại vì ai cũng làm ăn cũng muốn có lợi vậy nha các bạn. Không ai muốn làm ăn lỗ lạ hết. Cho nên khi mình deal được cái giá nào thì mình deal nha. Khi mình deal được cái giá nào thì mình deal. Với lại khi các bạn mua cái số tiền hơi lớn á, các bạn phải đi đến tận nơi các bạn mua nha. Chứ các bạn đừng kêu người ta ship á, là các bạn sẽ thất vọng đó nha. Các bạn khi mua số tiền từ 300-400, 400-500 đổ lên đó, các bạn phải đến đến tận nơi để mua. Đây các bạn, nhìn trái quá đẹp các bạn ạ. Trái quá đẹp. Chắc mình phải kiếm một cây măng cầu rồi. Măng cầu đỏ mình trồng quá, mình ghép ở nhà mà nó bị gãy uổng quá. Đây các bạn. Trái không mà, cây nhỏ là trái nhỏ, cây lớn là trái lớn. Cây nào cũng có trái nha các bạn. Các bạn trái nè. Trái chi chít luôn á. Cái này bán trái không cũng ngon nữa các bạn. Đây. Đi đâu cũng có trái nha các bạn. Đây. Trái không luôn. Ở đây là mãng cầu không nha các bạn. Mãng cầu không á. Mãng cầu đỏ nữa nè. Trái nó đỏ ha, lạ ha. Đây là mãng cầu không. Cây nào cũng có trái á. Nhưng mà hình như mình phải ăn mãng cầu Úc không? Đây. Mãng cầu đây các bạn. Mãng cầu Úc. Mãng cầu Úc, mãng cầu Úc nhìn dễ biết lắm. Đây. Trái nhỏ nhìn cũng đã quá. Trời. Cây này nhỏ xíu xíu à. Đây nè. Các bạn thấy không? Gốc nhỏ xíu xíu có mấy trái luôn nè. Ba bốn trái luôn. Này. Ở bên đó nữa. Nhỏ xíu xíu à. Mà trái không à. Đủ trồng chậu có trái luôn. Rồi trong chậu có cây có cây mãng cầu chắc ngay từ hột quá cũng có trái luôn. Đây có cây ổi gì mà lạ quá nè. Ổi ổi là tím. Đây cũng có trái bự nha bạn. Trái bự quá đã. Chị có bán chậu 25 gallon bao nhiêu vậy chị? 25 gallon 14 đồng. 14 đồng. 25 gallon đây này, còn cái này 35 gallon. Dạ. Cái này là 25 đồng, cái này 14 đồng. Với chị có cây vỏ thái nào mà đỏ mà nhỏ nhỏ bán không? Có cái nhiều. Cho em coi cái cây nhỏ để đâu. Em thích trồng thấy nó lớn 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 lên từ từ có trái. Cái to. Bán cầu cầu xanh nhỏ đây nè. Ơi cái... đi thu này. Cây to không có tiền. Ấy đi thu đấy tại đấy tôi cô hỏi cây nào cây to mà rẻ thì tôi chỉ cây to đây cái này mắng cầu Úc. Dạ, Úc xanh. Úc xanh hả? 135 nhưng để 125 cái này ID2 này mắng cầu Úc này. Mắng cầu Úc hả? Cái này là do thái xanh này. Do thái xanh. Để chú 125 đồng cái này cứ loại để chú 125 đồng còn do thái đỏ đó. Do thái đỏ mình đâu. Đi thẳng lên chỗ cột đèn mình nhìn thấy đây trái cái rậu rào. Đi ven theo đấy mà muốn bắt chước làm giống như nào thì thoải mái. Do thái đỏ mình không cần phải thụ phấn phải không chị? Nó còn bé mình vẫn phải thụ đây. Cái này là 175 đồng. 175. 175. Nhưng mà anh ấy tôi hạ giá cho anh có lấy hai cây hạ giá. Dạ. Hạ giá để cho anh 150 một cây. Dạ. Em nói. Loại mới này đang còn ảnh hưởng đến Thanh Ký Vinh. Em nói với bà xã cái nha, nói 150 ha. Dạ. Có cây nào lưu đỏ mà ăn thử đi. Thử coi. Đỏ là trái đỏ. Cái bên xanh kia là Úc hả? Nó Lisa đó.
Dạ. Rồi, chú gặm đi. Dạ, cảm ơn chị. Nhưng mà chị cho mình ăn thử luôn. Này Lisa nha. Này nó chới hơi, nó chín hơi bị kỹ rồi. Nó dai này chỉ có rau thái đỏ kìa nó dai nhất. Không, cái này quá ngon luôn á mẹ. Rau thái đỏ là nó dai nhất. Không phải là cái dai mà mình thấy ăn vô thấy nó ngon. Cái này nó ngọt. Ừ, quá ngon. Cái này chỉ có cây nhỏ không? Tại vì em không có khả năng một cây bự. Có cây nhỏ. Cây nhỏ đang treo 100 á. Có không? À? Không, anh lấy cho em thôi. À, dạ. Vậy anh lấy cho em ha. Ừ, cái này màu hồng nè. Dạ. Cái đó bớt không? Cái đó bớt không? Cái gửi mất quá. Ngon quá. Đó đặc biệt cây đó đó. Lắc còn cái cây này đang là tính là sang chậu để làm kiểng chơi đó. Em gửi mất quá. Chị chủ quá tốt luôn, cho ăn đi xà quá ngon. Thiệt, cái này hiếm lắm, nhà mua không có đâu. Quá ngon ha. Thằng chim qua em coi em nói ủa sao mà do thấy đỏ mà nó Lisa, tại thấy nó đỏ đỏ vậy nè. Không khác à, Lisa rất là ngon. Này chạp thêm miếng nữa này. Dạ, nó phải cảm ơn Lisa chị là nó hơi chín tới nè cô ăn. Chứ nó để chín tới rồi nhưng mà mình chưa có người ăn, mình để mai mốt thì nó mềm hơn. Ừ, ngon quá. Thôi nè. Cảm ơn chị nhiều. Còn nó muốn dài ấy, là chỉ có do thái đỏ kìa, nó dài lắm. Mà do thái đỏ ngày Tết Việt Nam là nó chưa già đâu. Phải đến tháng 4 nó mới già. Tết Việt Nam nó mắc lắm. Nhưng mà người ta tại Việt Nam mình đầu năm năm mới là trưng cầu đỏ cho nó đỏ phải không? Không ai trưng cầu xanh, đa số là trưng món cầu đỏ thôi. Xong lúc nó mềm đi ấy, thì sẽ cho ra là chín. Nhưng mà chẳng qua ra là... Do thái xanh thì nó rẻ hơn do thái đỏ đúng không? Đúng rồi. Do thái đỏ nó mắc nhất. Các loại món cầu này thì có do thái đỏ là mắc nhất. Nhưng mà hình như trái do thái đỏ nó không có to bằng trái do thái xanh. Đúng. Phải không? Cái nào cũng to hết đấy. Cái nào cũng to hết cô. Ngon quá. Với điều kiện là cây mà cô để ít trái nữa to. Vườn nhà tôi á là nó nhiều trái lắm. Yeah. Rất nhiều trái. Nhưng mà tôi nói thật cho cô chú nghe như này nè. Cô để cô biết được. Các bạn mình đi lấy cây Lisa nha. Mình chỉ cho mình ăn ngon quá. Nhà mình thích mình trồng. Vườn này của anh là em thấy là mãng cầu không nha, mà mãng cầu ngon thiệt. Nãy chị cho ăn một trái, một miếng quá ngon luôn. Mà mãng cầu cây nào cũng có trái hết á. Dạ. Yeah. Thấy Lisa không hả? Lisa, mấy cây lá như này là Lisa. Dạ. Yeah. Cái này hay là cái kia, cái kia cũng được. À. Em thấy lấy cái này đi ha. Lấy cái đó đi. Đã tới đây mua đồ được tặng biết nhiêu đồ á. Được ăn Lisa ngon nữa. Và anh chị ở đây rất là nhiệt tình nha, giúp mình đưa ra xe luôn. Hả? Anh chưa có mặt đất phải không? Ờ chưa. Thì các bạn mình mới vừa đi Van Nursery về nha các bạn. Thì mình mua được cây mặn ăn thái xanh nè các bạn. Cây mặn ăn thái xanh này chỉ kêu là 135 mà chỉ bán 125 nha. Mình mua được giá 125 đó. Mà thái xanh thì gốc nó cũng ok nhé các bạn. Ok nhé các bạn. Cái này vợ mình thích cho nên vợ mình mua. Còn bên đây là mình thích cây Lisa nè các bạn. Mãng cầu Lisa nha. Mãng cầu Lisa này hình như là cũng 80 nha các bạn. Đây là cây ghép nha. Đây cây ghép. Mình có một cây Lisa nhưng mà mình hồi nãy chị cho anh chị cho mình ăn trái mãng cầu Lisa quá ngon luôn. Cho mình lấy thêm một cây nữa. Tại vì Lisa nó cũng có nhiều loại nha các bạn. Lisa xanh rồi Lisa nó hường hường, nó thì tùy nhiều loại á, cái nó hường hường nó màu hồng hồng đỏ đỏ các bạn. Thì hai cây cũng ok nha bạn, gốc nó cũng to nè, thì nếu mình trồng tốt thì cây nó cũng phát triển tốt nha. Thì cây này anh để mình 80, còn ngò gai thì
mua 1 tháng 1 chậu 5 đồng. Mà các bạn coi nè, còn gai dê không? Lá nè, lá nó quá bự luôn nha. Ok nha các bạn, thì nữa mai mốt mình xuống đất mấy em này sao nha. Ok, tới đây thôi. Anh chị còn tặng cho mình được hai trái măng cầu Lisa nữa nha, hai trái măng cầu Lisa nữa. Anh chị ở ở Van Nursery các bạn cũng có tặng mình được hai trái măng cầu Lisa nhỏ nhỏ. Cái này là anh chị nói cây nhỏ cho nên trái nó nhỏ, anh chị tặng cho hai trái nè. Cho ăn một trái bự rồi, cho hai chồng mình ăn trái bự rồi tặng cho hai trái nhỏ.